Sao chân quá, ai da đau quá, đau quá. Trời ơi, cái gì vậy Bông? Cái gì mà con không ngủ mà con rên hử 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 vậy? Dì ở bên kia mà dì cũng nghe nữa đó. Trời ơi, khuya rồi làm ơn ngủ đi. Dì còn chăm súp lơ với em bé nữa. Đi, nằm xuống. Nằm xuống. Con không nằm đâu. Hả? Sao vậy? Con đau chân, con không có ngủ được. Bởi vậy ban ngày chạy nhảy cho cố vô. Dì nói mà không có nghe gì hết. Bây giờ đau chân rồi hết chưa? Đau đâu? Nó ở đây, ở đây. Trời ơi. Thôi được rồi, đưa đây dì bóp cho. Bóp một chút xíu cho. Thiệt á. Thẳng cái chân này ra luôn. Bên này có đau không? Dạ đau. Thiệt tình. Dì nhiều việc lắm á, dì cũng biết mệt đó. Được chưa? Được chưa? Con còn đau dì ơi. Cái gì con vậy? Còn đau. Ôi trời ơi, Bông ơi là Bông ơi. Kia đây. Đâu đây hả? Dạ. Đây hả? Dạ. Quá kiểu này nhất chắc tới sáng quá. Rồi. Trời ơi, trẻ con là bức măng non mà. Trời ơi là trời. Tối qua nó nói là dì ơi, dì bóp chân cho con 5-10 phút. Mình tưởng 5-10 phút là xong, mình được ngủ. Ai về nó nói dì ơi, con nhức chân thực sự. Cái chữ thực sự của nó mà làm mình thức tới sáng. Trời ơi, chết tôi mất thôi. Kiểu này phải gọi điện cho ba má nó về sớm. Chứ không là cái đứa ra đi sớm là mình chết chắc. Alo, chị hả? Chị đi công tác chừng nào về chị? Dạ. Cái gì? 2 ngày nữa lận hả? À, dạ dạ không. Dạ bé nhà ngoan chị. Dạ. Dạ rồi khi nào xong chị về sớm nha chị. Dạ gia đình đang trông mong chị. Dạ. À, bởi vậy ta nói làm người tốt khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Miệng tôi nói là tôi mệt, mắt tôi nói là tôi buồn ngủ. Nhưng mà người ta đang đi công tác thì tôi cũng phải chiều thôi, tôi cũng phải chờ thôi. Thiệt tình luôn á. Tối nay mà như tối hôm qua nên chắc tôi lên đường sớm mà. À, cái gì vậy? Trời, cái gì vậy Bông? Trời, tôi sợ ma mà. Đứng lên coi, con làm cái gì vậy? Chân con đau quá, con lết cho đỡ đau à. Trời ơi trời, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ gì chưa bao giờ nghe ai nói bị đau chân mà lết cái nó đỡ đau. Trời ơi con ơi, con lắm trò quá à. Được không? Dạ. Nói chuyện nghiêm túc với con nha. Dạ. Con biết á, là ba má gửi con cho dì chăm để ba má con đi công tác đúng không? Dạ đúng. Ngoài chăm con ra, dì còn phải lo việc nhà, rồi chăm súp lơ, dì chăm cả em bé nữa. Dì rất là mệt. Dạ đúng. Ừ. Vậy thì đừng có kiếm chuyện với dì nha. Dạ. Với lại đừng có chơi cái hù ma như vậy nha. Dì sợ ma. Trời ơi, dì xỉu lăn đùng ở đây rồi sao? Mà con làm cái gì mà con bị đau chân hồi tối hôm qua là nguyên đêm gì không có ngủ được gì hết trơn á. Bây giờ con muốn sao? Con muốn gì gọi cho ba má con về đúng không?
Lần mai về con muốn ba mẹ con yên tâm đi làm để kiếm tiền nuôi con. Được rồi, vậy á thì tối nay ngoan ngoãn để yên cho dì ngon giấc nha. Đừng có gọi gì cứ lay 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 5-10 phút lay 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 lay. Trời ơi tôi thức tới sáng giờ người tôi như đi mượn vậy đó. Tôi quá mệt rồi nha. Thương gì nha con nha. Ừ rồi sao, đứng lên đi rồi đi ra ngoài chơi đi, đi cho gì nấu ăn. Con đứng lên không nổi gì ơi. Con sao rồi? Con nói thiệt hay nói chơi vậy? Dạ con nói thiệt. Sao đứng lên không nổi? Con bị đau đâu? À, dạ chỗ này chỗ này chỗ này. Cái gì? Đâu đâu đâu, đưa cái chân qua đây con. Chỗ này. Dạ. Chỗ này. Dạ. Chỗ này có đau không? Đau. Trời ơi sao còn nhỏ mà đau khớp không vậy trời? Sao lại kỳ vậy ta? Trời ơi thôi được rồi, để dì gọi cho ba má con về coi sao. Chứ gì là dì bó tay rồi đó. Vậy vậy đừng mà con muốn ba mẹ con đi công tác bình yên để kiếm tiền nuôi con nữa. Trời ơi trời ơi, bà để giờ nào bà khôn dữ vậy trời. Bệnh đau tự nhiên cái tôi lo luôn mà trời. Thôi được rồi, vậy lửa trong rồi giờ để tôi tính luôn cho. Trời ơi bị đau khớp hả? Alo, má hả? Má ơi, mới có bé lớn mà nó đau khớp mới nhức tùm lum khớp là bị cái gì vậy má? Con tưởng người già cũng bị thôi. Má nói sao? Gọi bác sĩ hả? Trời ơi, con hỏi má cũng như không à. Rồi rồi, thôi cúp tiền nên nó tốn tiền điện thoại quá. Alo, bác sĩ ơi. Dạ, em chào bác sĩ. Chào chị. Dạ bác sĩ ơi, cho em hỏi là cháu của em á, nó được 6 tuổi nhưng mà không hiểu sao là suốt ngày cái than bị đau nhức khớp. Mà em không biết là cái này có phải là bé giả đò hay là sự thật, mà tại sao lại nhỏ như vậy mà lại bị khớp vậy bác sĩ? Với cái triệu chứng của bé Bông á thì đây là đau thiệt đó chứ không phải giả bộ đâu. Bởi vì không có một cái giả bộ nào mà nửa đêm đang ngủ mà ớn đau quá khóc lên vậy hết. Anh tự em đang trong giấc ngủ nhưng mà cũng không có quá lo lắng. Thì đây là dấu hiệu thường, rất là thường gặp, đó là đau khớp tăng trưởng ở trẻ. Hai cái lứa tuổi mà thường gặp cái hiện tượng đau lành tính này đó, đau khớp tăng trưởng đó là 3 cho đến 12 tuổi. Và đỉnh điểm là 3 cho đến 5 tuổi và 8 đến 12 tuổi là hai cái khoảng thời gian mà trẻ có thể đau rất là nhiều, dữ dội. Cơn đau của đau khớp tăng trưởng thì mình sẽ thấy là trẻ chỉ đủ thứ cái chỗ mặt hết trơn chứ không có một cái điểm đau cố định đúng không nè. Khi thì đau chỉ ngay khớp gối, khi thì chỉ ngay bắp đùi, khi thì chỉ ngay cái khe khớp gối, khi thì chỉ ngay cái bên chân này, khi chỉ bên chân kia. Và đặc biệt là trẻ rất là dễ chịu khi mà mình xoa bóp, đêm vừa ngủ vừa xoa bóp thì trẻ rất là dễ chịu với cái chuyện đó. Và mình sẽ thấy rằng là trẻ vẫn chạy nhảy vui chơi đồ bình thường, không có cảm giác gì đau khi mà chạy nhảy được hết. Khi mà động tác mà trẻ chạy nhảy vui chơi không đau á là chứng tỏ cái khớp của trẻ bình thường. Trẻ vẫn tăng trưởng phát triển bình thường, trẻ không có sốt, trẻ không bị đi khập khiễng, cái tướng đi cũng không thay đổi, và trẻ nhìn có vẻ rất là khỏe mạnh. Nó sẽ rất là dễ tái phát nha chị nha. Đang than đau vậy đó, đi kiểm tra đủ thứ cái về hết đau. Hết đau khoảng thời gian cái mình nghĩ là chắc hết luôn rồi. Cái ngày đẹp trời đêm đau lại. Rất là dễ tái phát thì người ta gọi đây là cái đau lành tính, đau khớp tăng trưởng. Dạ rồi, vậy là em đỡ lo rồi. Nhưng mà là cái giai đoạn tuổi như bác sĩ nói là từ 3 tới 5 rồi từ 8 tới 12 là nó cứ đau vậy hoài là nó. Đúng rồi. Có phải là do bé phát triển về chiều cao nhanh quá? Cái từ mà đau khớp tăng trưởng á, khiến cho phụ huynh hoặc là kể cả một số bác sĩ nghĩ rằng là nó đang bị kéo dài cái chân ra nên thành ra nó đau. Nhưng có rất là nhiều nghiên cứu người ta thấy không có sự tương quan này. Thậm chí có những trẻ nó cũng phát triển vậy, nó cũng cao vậy mà nó không có đau. Thì người ta thấy rằng là thường gặp ở trẻ nữ nhiều hơn trẻ nam. Và đặc biệt là đối với những cái này nó có tính gia đình, nghĩa là trẻ nó thường hay có sự nhạy cảm, rất nhạy cảm với những cái nỗi đau ha. Ví dụ như là đối với My á, chích vô dậy My không thấy đau, nhưng mà My làm vậy với mẹ thì mẹ nói ôi đau quá. Đó là cái sự nhạy cảm với cơn đau.
trẻ thường hay than vãn con đau bụng, con nhức người, con đau đầu, mà trong trẻ vẫn rất là khỏe mạnh. Và những trẻ này có khả năng là cái nhạy cảm quá mức thì cái khả năng thích nghi với môi trường hoặc sự biến đổi của những cái môi trường xung quanh của trẻ có thể là cái nhạy cảm nó làm cho trẻ giảm khả năng thích nghi ha. Và nó có tính gia đình ha. Thì mình nói này không phải là bệnh nhõng nhẽo, nó đau thiệt. Đừng nói nó bị nhõng nhẽo và giả đò ha. Và người ta cũng đã nghiên cứu cũng không có thấy cái sự liên quan đến cái vấn đề thiếu chất, bởi vì có rất là nhiều cha mẹ đến cô ơi nó đau như vậy nè, cô cho uống canxi đi, cho uống cái chất này chất kia, phải là nó thiếu chất không, cho làm xét nghiệm đi, đủ thứ hết ha. Thì không có thấy sự liên quan cái vấn đề này. Mình thấy là cái tốc độ tăng trưởng phát triển về cân nặng, chiều cao và thể chất của trẻ cân đối thì cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Còn cái chuyện bổ sung chất thì không được khuyến cáo thường quy nếu mà không có sự cho phép của bác sĩ. Vậy là em cũng đỡ lo rồi đó. Trời ơi thiệt luôn, thức cả đêm để bóp chân các bác sĩ, trời không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, thì cũng chia sẻ với lại chị là My cũng có bé nhỏ y chang như vậy. Bé gái My cũng 5 tuổi ha. Thậm chí mình đang mang bầu 34-35 tuần ha, mình không bị vật đẻ, không đau chân, mà suốt ngày thức bóp chân cho bả. Và cách nào nó khắc phục được vấn đề này vẫn có cách, chứ không phải là cứ thức suốt đêm. Vậy bác phải cho em cách liền đi, chứ không là ba mẹ còn 2 ngày nữa mới về lận. Thì mình sẽ giúp trẻ giảm đau, có thể giảm đau cơn đau quá nhiều á, khiến cho trẻ khóc hoặc là thức giấc bằng paracetamol, những cái thuốc giảm đau hạ sốt thông thường với cái liều hạ sốt giống như mỗi lần trẻ sốt vậy đó. Cứ 10 kg thì là một gói 150 ha. Mình có thể phòng ngừa được cái chuyện mà đau cho trẻ, ví dụ như là mình giảm hạn chế những cái hoạt động về thể dục thể thao quá mức về ban ngày, bởi vì người ta thấy là cơn đau về đêm nó có liên quan đến những cái hoạt động quá mức, chạy nhảy, vui chơi quá mức buổi sáng ha. Và mình có thể cho trẻ tập những cái bài tập căng giãn cơ trước trước khi đi ngủ, một bài tập cỡ 10 đến 15 phút căng giãn cơ giống như tập thể dục vậy đó. Mình duỗi chân ra và trẻ gập ha, căng giãn cái mũi chân để mà căng giãn cơ ở cái mặt sau của đùi. Thì người ta thấy là trẻ có vẻ như dễ chịu ha. Chườm ấm, massage trước khi đi ngủ cũng giúp cho trẻ dễ vô giấc ngủ và đỡ đau. Vậy dù gì mắc căn bệnh này thì ba hoặc mẹ cũng rất là mệt chút xíu rồi đấy. Nó thật sự không phải là bệnh mà nó là một cái hiện tượng sinh lý thường gặp ở trẻ, đặc biệt là trẻ nữ. Vậy cái tỷ lệ mà mắc cái bệnh này thì khoảng bao nhiêu phần trăm vậy bác sĩ? Cũng cao á. Người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái tỷ lệ mà có triệu chứng giống như vậy á, đối với trẻ đó, trong độ tuổi đó có thể là 25-40% luôn. Vậy là cũng gần nửa rồi đó. Ừ, đúng rồi. Có nhiều cha mẹ rất là lo lắng là cái này nó có phải là cái tiền đề của những căn bệnh về khớp sau này của trẻ không? Thì thực sự là không có sự liên quan, trẻ cũng sẽ không có phát triển thành những cái bệnh lý khớp mãn tính sau này. Vậy là tới 12 tuổi là cái bệnh đó nó tự mất. Nó sẽ giảm dần và trẻ không còn than vãn vấn đề nó nữa, hoặc thậm chí một cái ngày đẹp trời nữa đó, ủa nó sao lâu quá không thấy than đau nhức chân. Tuy nhiên cũng nhắc thêm với mình một cái dấu hiệu cảnh báo ha, bởi vì không phải là bây giờ là đau khớp tăng trưởng mà không ai bắt buộc là sau này một cái cơn đau đột ngột ập đến nó là một cái viêm khớp thật sự mà mình nghĩ là đau khớp tăng trưởng cả, đúng không nè. Có thể chồng trên cái nền đau khớp tăng trưởng đó một cái bệnh lý khớp thật sự. Tại khi nào mà cái triệu chứng đau khiến cho mình phải lưu ý đi đến bác sĩ. Nếu mà mình thấy là cái triệu chứng đau khớp của trẻ, trẻ chỉ vào một cái khớp cố định của một bên chân thôi, kêu chỉ 4 lần, 5 lần điều trị đúng cái khớp đó, con đau chỗ này đúng cái này, chứ không có chỉ lung tung, và mình thấy thường hay chỉ bên chân phải hoặc chân trái, một chân cố định, và cái đau của trẻ nó làm cho trẻ ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt chạy nhảy vui chơi, khiến cho trẻ phải thay đổi cái tướng đi ha, khập khiễng, hoặc là trẻ không tham gia vào những cái hoạt động sinh hoạt thể dục thể thao mà có liên quan đến vận động khớp. Trẻ có vẻ sụt cân xuống, trẻ có vẻ sốt, trẻ có vẻ mệt, cảm thấy gầy gò ốm yếu hơn, và đặc biệt đó là trẻ có cái vấn đề phát ban trên da ha. Thì nếu mà có những cái dấu hiệu bất kỳ khi nào mình cảm thấy lo lắng, cái đau khớp này nó không giống như những lần trước và thấy con mình càng ngày càng sức khỏe càng ngày càng xấu đi, thì mình nên đến bác sĩ để thăm khám, chứ đừng nghĩ rằng là đau khớp tăng trưởng ha. Tuy nhiên mình cũng phải cẩn trọng những cái dấu hiệu mà cần phải đến bác sĩ thăm khám
khám ngay. Em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rồi tới đây xong em được giải tỏa, tại vì em canh cho ba má đi công tác, ba má của bé à, nên em ở nhà mà bé mà có chuyện gì em không đi kịp là không biết nói sao luôn á. Đúng rồi, mình nghĩ là ba mẹ cũng sẽ rất là lo lắng nha. Yeah. Thì mình có thể về nói lại với ba mẹ sau này nếu mà có bất kỳ cái thắc mắc gì của bản thân mình, con cháu mình, hoặc là ba mẹ có thắc mắc nữa ha, thì cứ hãy cứ alo bác sĩ nghe